Rồi, ta Thí Nam Bon xin mến chào cô chú chị các bạn. Hôm nay mình quay cái con máy sắp hoàn thành, đây là con máy Kuta L1. Bây giờ đã máy anh thợ đã chăm nhớt rồi, bông sới rồi. Đó, xong các bạn. Đây là sản phẩm Kuta L1 VIP. Đây bạn, đây là cái những cái bông sới của xưởng cải tiến này nè. Đó là chủ máy đó bạn, chủ máy là cái máy này. Đây là hệ thống mình gọi là anh L1, là hệ thống này nè các bạn. Số nó vô giống như xe hơi, nó không có xài số kia. Này đầu thái luôn nha, đầu Thái Lan luôn. Chiếu thiếu mấy đồng rồi. Này còn gắn cái nước nữa bạn, cái nước nữa là xong nha. Giờ đây con cô ta cũng đang tiến hành làm sắp sửa xong các bạn. Đó, đang vô cái hộp sọ đó, họ đang vô hộp sọ. Cô ta 301, cái này là không có lờ quanh nha. Nó vẫn vừa số như số kia vậy đó. Đó. À, số nè. Cái con máy này của anh Trực Hòa Lợi nè. 30 tháng 7 là giao nè. Bữa nay là 28 rồi, 2 ngày nữa là tới ngày giao luôn. Cách nước này xài cách nước mới, xưởng xài cách nước mới nha bạn, cách nước mới quạt mới luôn đó. Là con thứ hai nha. Đây mình mời các bạn xem một con nữa. Đây là con Dân Ma 3000, cái đít đây nè cũng đang lên nha. Con này nó về Bạc Liêu, về của anh trai Bạc Liêu 43, đích Dân Ma 43. Đích này xài 43 mà xài bánh lồng lớn luôn, lồng mét 2 luôn. Đây đầu máy của anh trai nằm đây, để đầu đó thẳng hết, sẵn hết. Là đầu máy Thái luôn. Đó, Thái Lan. Rồi tiếp tục lên con nữa, con Kuta anh L1 301. Là bốn con, tổng số bốn con mà.
xưởng cũng đang đóng một con má chạc. Má chạc mà hộp số liên hợp đùi lớn, gọi là đùi lớn của nó luôn. Đang lên con má chạc. Bạn không đi mày vô mày bạo. Đang lên cho máy chạc và xưởng đang cũng chuẩn bị lên thêm một cái đít nữa. Đít này đít của dân ma 43, nhưng mà bây giờ đang căng cái nền ở đây, còn chạy chỉ chờ là mấy anh thợ để mình sản xuất những cái phụ tùng lắp ráp vô đó. Đây các bạn, ở đây xưởng làm việc con máy VIP nè. Máy này mới chốc, thật đẹp luôn nha. Cô ta sản xuất 2014. Đây 2014. SKMT là máy hiệu đó. Rồi vậy cơ khí năm bon cũng xin kết thúc video. Chúc cô chú anh chị các bạn ngày mới tốt lành nha. Nhớ cho cơ khí năm bon xin một đăng ký và một chia sẻ để mình có cái động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị xem nha. Hẹn lại video sau. Bye bye.